tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết, địa phương đã nhận được đơn trình báo việc chị Huỳnh Thị CT, 19 tuổi mất tích. Chị T đã đi khỏi nhà, chị ấy đi như thế nào, lý do vì sao thì công an đang vào cuộc xác minh, vị lãnh đạo xã chia sẻ. Trước đó, một đoạn clip dài hơn 16 phút lan truyền trên mạng xã hội được cho là gia đình của chị T đã chia sẻ thông tin vụ việc. Theo đoạn clip, đám cưới của chị T sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 3. Sáng ngày 9 tháng 3, chị T nói với mẹ đi ra thành phố Ngã Bảy, cách nhà khoảng 5 km để làm móng tay chân, thời gian khoảng 3 giờ đồng hồ chờ mãi không thấy chị T về, người nhà gọi qua điện thoại nhưng không nhận được phản hồi. kể từ đó đến nay, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa thấy, mất liên lạc hoàn toàn với chị T. Cũng theo đoạn clip, người nhà chị T tìm đến tiệm làm móng hỏi thăm thông tin. phía tiệm này cho biết ngày 9 tháng 3 cửa hàng mất điện, không có ai tới làm móng. khi rời nhà chị T mang dây chuyền vàng đi xe máy. hàng xóm gần nhà chị T cho biết họ đã nhận được thiệp mời cưới, việc cô dâu mất tích bí ẩn khiến ai cũng lo lắng cô dâu vốn sinh, ngoan, không có mối quan hệ phức tạp nào. Hiện tại gia đình chị T cũng đều trong trạng thái bất an, đứng ngồi không yên vì con gái đột nhiên mất tích. Em trai chị T cho biết đám cưới hiện đã chuẩn bị xong xuôi. Người thân khẳng định lễ cưới là mong muốn của chị T, không hề có chuyện cưỡng ép. Vì vậy chuyện chị T mất tích càng khiến gia đình lo lắng. Được biết nhà chị T cách nhà chú rể là anh Trần T.T. 22 tuổi, chỉ khoảng 2 km. Trước sự việc trên, mọi người đều đang hết sức lo lắng. Anh Tê cũng đang đi khắp nơi tìm kiếm vợ sắp cưới. Ông Trần Văn Lở, cha anh Tê nói, mấy ngày nay con trai tôi liên tục đi tìm vợ. Hôm nay cũng thế, đi từ sáng sớm rồi. Tôi nghe nói bố của Tê nhận được thông tin có người giống con gái ở trên đồng Nai nên đã lên đó tìm rồi. Ông Lờ cho biết, ông và bố chị Tê là bạn lâu năm, hai gia đình rất ủng hộ mối quan hệ của cô dâu và chú rể. Lễ đám nối, lễ ăn hỏi được tổ chức từ năm ngoái, kể từ đó hầu như ngày nào chị Tê cũng sang nhà người yêu chơi. Chúng tôi đã coi Tê như con trong nhà rồi. Chúng tôi rất mong Tê sớm trở về, chỉ cần các con còn yêu nhau, còn muốn cưới nhau thì lễ cưới vẫn sẽ diễn ra, nếu không làm kịp theo lịch thì sẽ tổ chức lại, ông lờ nói. Ngày 14 tháng 3, đội cảnh sát hình sự công an quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh thông tin đang thụ lý điều tra vụ việc thiếu nữ 15 tuổi mất liên lạc với gia đình từ ngày 25 tháng 2. Thông tin ban đầu, anh Trần Thanh Việt đã đến công an trình báo việc con gái 15 tuổi là Trần Thị Trúc Mai quê Đồng Tháp, tạm trú tại 45/7A, liên khu 16 18, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh mất liên lạc với gia đình nhiều ngày. Ngày 25 tháng 2 năm 2024, Mai ra khỏi nhà đi đâu không rõ. Theo người thân, khi đi ra ngoài, Mai mang theo điện thoại. Tuy nhiên, gia đình không thể liên lạc với Mai. Gần 3 tuần trôi qua, gia đình đã chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có thông tin gì nên đến cơ quan công an trình báo. Sau đó, công an quận Bình Tân phát thông báo tìm Trần Thị Trúc Mai, đồng thời gửi đến các cơ quan đơn vị, địa phương và người dân biết để phối hợp tìm kiếm. Cơ quan chức năng thông tin, nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về Trần Thị Trúc Mai thì báo ngay đội cảnh sát hình sự công an quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 1114 quốc lộ 1, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân hoặc điện thoại 0933070388 gặp cán bộ Trần Đức Trung để phối hợp và tiếp nhận. Trước đó ngày 20 tháng 2, công an thành phố Hà Nội thông báo tìm hai cô gái ở huyện Thanh Oai và thường tín nghi mất tích. Sau nhiều giờ đăng tải, gia đình xác nhận hai cô gái đã trở về nhà. Trường hợp thứ nhất là chị Bàn Thị Thương, 19 tuổi, trú tại xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội, gần 10 ngày không liên lạc với gia đình. Khuya cùng ngày, gia đình tìm thấy chị Thương đang ở nhà một người quen. Cũng trong ngày 20 tháng 2, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị Vũ Thị Tâm, sinh năm 2003, trú tại xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội, về việc chị Tâm đi khỏi nhà từ chiều ngày 19 tháng 2 đến nay chưa thấy về. Khi đi, chị Tâm mặc áo màu vàng, quần bò màu xanh đậm, đi xe đạp mini màu đỏ. Sau đó, Công an thành phố Hà Nội cập nhật thông tin cô gái này trở về nhà an toàn. Ngày 14 tháng 3, lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng đã bàn giao hai đối tượng, ông Viết Thành Sinh, sinh năm 1999 và Phan Thanh Cường, sinh năm 1998, cùng chú quận Cẩm Lệ, cho Công an quận Cẩm Lệ để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 13 tháng 3, sinh điều khiển xe máy biển kiểm soát 43E100728 lưu thông trên tuyến Lê Đại Hành hướng từ Trường Trinh về cách mạng tháng 8, không đội mũ bảo hiểm. Thời điểm này, tổ C5 lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính, nhưng sinh không chấp hành, tông xe vào lực lượng tuần tra và bỏ chạy. Sau đó, thanh niên này đến quán nhậu Nơ Tín. Trên đường Lê Đại Hành, nhờ bạn là Phan Thanh Cường trở quay lại nơi tổ công tác C5911 làm việc để ném đá. Đến 22h40 cùng ngày, Cường điều khiển xe máy biển kiểm soát 43M100728 trở sinh đến, ném hai cục đá vào lực lượng đang làm nhiệm vụ rồi chạy thoát. Khoảng 10 phút sau, hai thanh niên này tiếp tục quay lại ném đá vào tổ công tác. Trước hành vi manh động của đối tượng, lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng huy động các tổ công tác C5911, C2911 và C1911 truy bắt được hai đối tượng cùng tăng vật, bàn giao cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Cẩm Lệ để xử lý theo luật định. Qua kiểm tra ban đầu xác định, người điều khiển xe máy biển kiểm soát 43E100728 tên Phan Thanh Cường có nồng độ cồn là 0,364mg trên lít, Vụ việc hiện đang được công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, công an tỉnh Cà Mau cho biết đang tạm giữ hình sự 7 người để điều tra về hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra tại địa bàn huyện Cái Nước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 18 tháng 2, ông L, 37 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, chở cháu Y, 15 tuổi, ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước vào một nhà nghỉ ở huyện Cái Nước và thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy y nên tìm kiếm và gọi y về. Khi gia đình gạn hỏi thì y nhận có quan hệ tình dục với ông L tại một nhà nghỉ ở huyện Cái Nước. Sau đó bà A, cô ruột của y đã dẫn y đến công an xã Tân Hưng Đông tố giác về việc ông L quan hệ tình dục với y. Trình bày với cơ quan công an, y cho biết đã quen ông L từ khoảng tháng 10 năm 2023, có phát sinh tình cảm và nhiều lần quan hệ tình dục với ông L. Ngoài ra, Y còn cho biết trong thời gian sống tại nhà bà nội từ năm 2017, khi Y mới 7 tuổi đến nay, em còn bị 6 người họ hàng xâm hại tình dục. Hiện tại đã có 2 trên 6 người thừa nhận có quan hệ tình dục với Y khi làm việc với cơ quan công an. Dượng của cháu Y, chồng bà A, cũng đã thừa nhận 11 lần quan hệ tình dục với Y. Không những thế, theo nguồn tin cho biết, còn có cả hai người con trai của bà A cũng đã có quan hệ tình dục với Y công an huyện cái nước đã chuyển hồ sơ vụ việc cho công an tỉnh cà mau thụ lý điều tra theo thẩm quyền trong diễn biến khác có liên quan một lãnh đạo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh cà mau cho biết đã nắm được vụ việc cháu y bị nhiều người xâm hại tình dục vụ việc đang được công an thụ lý điều tra và xử lý theo quy định sở đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan lên kế hoạch hỗ trợ chăm sóc để đảm bảo an toàn cho cháu y vị lãnh đạo sở thông tin thêm Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Hoài Nam sinh năm 1999, trú phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội và Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1992, trú thôn Bắc Thắng, xã Liên Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đồng thời truy nã đặc biệt với Dương Đức Luân sinh năm 2000, trú thôn Như Lăng, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa về tội cướp giật tài sản liên quan vụ cướp giật 1 tỷ đồng của người phụ nữ ở Vĩnh Phúc khi người này vừa rút tiền ở ngân hàng về. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hùng và Nam khai do nợ nần nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên Hùng, Nam và Luân cùng tham gia nhóm Facebook hội những người vỡ nợ toàn quốc, bản thân ba đối tượng không có mối quan hệ quen biết gì nhau. Sau đó ba đối tượng nhắn tin riêng rồi gặp gỡ nhau để bàn bạc thống nhất việc cướp giật tài sản của những người rút tiền tại các ngân hàng ở địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Các đối tượng thống nhất, nam sẽ vào quầy giao dịch của các ngân hàng để quan sát, xác định khách đặc biệt là nữ giới đến ngân hàng rút nhiều tiền, rồi thông tin qua mạng Facebook cho Hùng luôn, chờ sẵn bên ngoài bám theo để cướp giật tài sản. Cụ thể, từ ngày 5 tháng 3, ba đối tượng đã đi hai xe mô tô đến địa bàn thành phố Vĩnh Yên vào nhiều ngân hàng nhưng chưa thực hiện cướp giật được tài sản của ai. Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 8 tháng 3, sau khi quan sát trong quầy giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, thấy chị T đến rút 1 tỷ đồng, Nam báo cho Hùng, Luân bám theo, sau đó cướp giật toàn bộ số tiền này rồi tẩu thoát. Trên đường bỏ chạy về Hà Nội, các đối tượng đi lòng vòng vào nhiều tuyến đường khác nhau, thay đổi quần áo ban đầu để che giấu và tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Sau khi về Hà Nội, các đối tượng đã chia nhau số tiền vừa cướp được rồi bỏ trốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị bất cứ ai biết hoặc phát hiện đối tượng truy nã Dương Đức Luân bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất, đồng thời thông báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Vĩnh Phúc qua số điện thoại 0692 621 236 hoặc điều tra viên Nguyễn Việt Hùng, điện thoại 0975 125 335. Cơ quan công an sẽ thưởng nóng cho ai cung cấp thông tin có giá trị và giữ bí mật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người cung cấp tin. Công an tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu bị can Dương Đức Luân sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau 7 năm kể từ khi chính phủ ban hành nghị định 06 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Việt Nam vẫn chưa có doanh nghiệp nào được kinh doanh trong lĩnh vực này. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước vừa gửi báo cáo tới các đại biểu Quốc hội trước phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 3, trong đó có vấn đề về đặt cược bóng đá quốc tế, đua ngựa, đua chó. Theo báo cáo, đến năm 2017, được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và căn cứ quy định của luật đầu tư, chính phủ đã ban hành Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Cụ thể từ năm 2017 đến nay, có 7 tỉnh thành phố đề nghị Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kinh doanh đặt cược đua ngựa đua chó. Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho một số dự án đầu tư trường đua ngựa có đặt cược tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tuy nhiên đến nay dự án chưa triển khai do vướng mắc về cơ chế góp vốn từ phía nhà đầu tư Việt Nam, Tổng công ty Du lịch Hà Nội và đang thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 6 dự án còn lại đang trong quá trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư. Do vậy đến nay chưa có doanh nghiệp nào được cấp giấy phép kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó. Ngoài ra, có một doanh nghiệp đã thí điểm kinh doanh đặt cược đua chó trong trường đua tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ năm 1999 trước khi nghị định số 06 được ban hành. Đến tháng 3 năm 2023, doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh đặt cược do hết thời hạn hoạt động của dự án. Theo quy định của Nghị định 06, đối với đặt cược đua chó đua ngựa, doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh đặt cược khi có dự án đầu tư với quy mô đầu tư tối thiểu lần lượt là 300 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng. Từng dự án phải được Thủ tướng chấp thuận về chủ trương đầu tư trên cơ sở thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Tài chính phối hợp với các bộ ngành cấp giấy phép kinh doanh đặt cược sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành đầu tư xây dựng trường đua và chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh đặt cược Đối với đặt cược bóng đá quốc tế, chính phủ cho phép một doanh nghiệp thí điểm kinh doanh trong thời hạn 5 năm. Bộ Tài chính phối hợp với các bộ ngành, tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp này theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Doanh nghiệp được lựa chọn phải đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, có phương án đầu tư hệ thống đặt cược và phương án kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. Bộ trưởng nêu rõ, theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải được lựa chọn thông qua đấu thầu. Tuy nhiên, luật đấu thầu năm 2013 chưa có quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh, do đó không thể tổ chức đấu thầu lựa chọn một doanh nghiệp. Do đó, từ năm 2017 đến năm 2022, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ ngành 5 lần báo cáo cấp có thẩm quyền về vướng mắc và xây dựng dự thảo nghị định thay thế nghị định số 06 trên cơ sở ra soát pháp luật, tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn thiện nghị định thay thế nghị định 06 sau khi luật đấu thầu sửa đổi được ban hành. Hiện Bộ đang hoàn thiện để lấy ý kiến các bộ ngành sửa đổi nghị định số 06, quy định cụ thể về điều kiện cụ thể đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế để phù hợp với quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu mới, Bộ Tài chính cho biết, việc đấu thầu lựa chọn một nhà đầu tư kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế được thực hiện theo quy định của luật đấu thầu và nghị định về kinh doanh đặt cược. Ngày 14 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tam Đồng, Mê Linh cho biết, công an và chính quyền địa phương vừa trao trả lại số tiền 1,2 tỷ được phát hiện trong xe vận chuyển chứng của một người phụ nữ cho chủ nhân số tiền. Trước đó trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin, người phụ nữ đi giao chứng ở chợ khi quay lại xe ô tô thì bất ngờ phát hiện trong xe có bọc tiền nên báo công an. Hình ảnh đi kèm là một túi tiền bên cạnh những khay trứng trong ô tô. Sự việc xảy ra ở chợ Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội. Cụ thể Facebook này chia sẻ, cô bán trứng gà đỗ xe ven đường vào chợ giao trứng. Lúc ra xe thì hoảng hồn khi phát hiện trong xe giao trứng có nguyên một bọc toàn tiền. Cô chi hô khiến cả chợ bỗng nhốn nháo. Được biết sau đó, cô đã báo công an truy tìm người này. Số tiền đếm nhanh tại chỗ là 2 tỷ chẵn clip và thông tin sau khi được đăng tải lên mạng đã thu hút hàng nghìn lượt thích, hàng trăm lượt bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều tò mò về nguồn gốc số tiền trên. Trước thông tin trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết, có việc người phụ nữ đi giao chứng phát hiện trong xe ô tô có bọc tiền lớn nên sợ hãi báo công an. Sự việc xảy ra vào ngày 13 tháng 3 tại chợ Văn Lôi. Theo lãnh đạo xã Tam Đồng, ngay sau đó, công an đã vào cuộc xác minh. Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng thống kê được trong túi tiền ở trên ô tô có khoảng 1,2 tỷ đồng chứ không phải là 2 tỷ như trên mạng xã hội chia sẻ. Sau đó, lực lượng chức năng đã thông báo tìm chủ nhân của số tiền trên. Lãnh đạo xã Tam Đồng cho hay, công an đã xác định được số tiền trên là của một hộ dân trên địa bàn xã. Số tiền trên là của một nam thanh niên có được do bán đất. Vì mâu thuẫn với gia đình, người này cầm cọc tiền ném vào xe ô tô của người bán chứng. Lãnh đạo xã Tam Đồng nói và cho biết, tối 13 tháng 3, sau khi xác minh đúng số tiền, công an đã trao trả lại cho gia đình. Vị này cũng phủ nhận thông tin trộm cắp rồi ném tiền vào ô tô như trên mạng xã hội chia sẻ. Một lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Minh Chí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Theo đó, sự việc xảy ra vào tối 12 tháng 3 tại thôn Lập Chí, xã Minh Chí. Thời điểm trên, có một đôi vợ chồng cư trú tại thôn này xảy ra xích mích do mâu thuẫn gia đình quá trình mâu thuẫn, người chồng đã dùng hung khí tấn công khiến vợ trọng thương tử vong sau đó. Theo thông tin từ nhiều người dân tại thôn Lập Chí, trước khi gây án người chồng có dấu hiệu say xỉn. Sau khi gây án, người chồng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn tới vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ án này, một số người thắc mắc nếu giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh có được giảm nhẹ hình phạt hay không. Điều 125 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh như sau. Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội đối với hai người trở lên thì bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, người phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh và xuất phát từ nguyên nhân do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó thì vẫn bị phạt tù. Mức phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum cho biết đã xác định danh tính bàn giao thi thể chết cháy trong lô cao su tại địa phận thôn 9 xã Đắc Cấm, thành phố Con Tum cho người nhà tổ chức tang lễ. Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 8 tháng 3, người dân phát hiện một tử thi là nam giới, độ tuổi khoảng từ 25 đến 40, tử vong tại Lô Cao Su thuộc thôn 9 xã Đắc Cấm nên trình báo công an. Vào thời điểm phát hiện, tử thi đang trong tình trạng da bị cháy, bong chóc, tay chân co cứng, tư thế nằm ngửa, chân đeo dép quay hậu màu đen, tay đeo nhẫn kim loại màu vàng. Qua điều tra, công an xác định đây là vụ quên sinh, không có dấu hiệu phạm tội. Do không xác định danh tính nạn nhân nên công an phát đi thông báo tìm kiếm. Qua thông tin được đăng tải, người nhà đã tới nhận và xác định thi thể là ông N, 38 tuổi, chú thị xã An Khê tỉnh Gia Lai. Theo người thân nạn nhân, ông N là kiểm sát viên đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai. Trước đó, người đàn ông này đã xin phép cơ quan nghỉ việc vì lý do cá nhân. Hiện cơ quan công an bàn giao thi thể cho gia đình về tổ chức tang lễ, bên cạnh đó đã lấy mẫu để gửi xét nghiệm ADN để có căn cứ chính xác. Một lãnh đạo công an huyện Cư Kuin thông tin, đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai của Lê Văn Thiện 35 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An. Đối tượng này đã dùng dao súng hai lần truy sát một phụ nữ ở xã Ea Tiêu. Quá trình làm việc với công an, đối tượng khai nhận, vào năm 2017, Thiện vào tỉnh Đắk Lắc ở nhờ nhà một người quen tại xã Ea Tiêu, gần nhà chị NTBH. Trong quá trình sinh sống ở đây đã xảy ra mâu thuẫn với chị Hát nên Thiện nảy sinh ý định sát hại chị để trả thù. Ngày 30 tháng 1 năm 2023, khi chị Hát đang ở nhà, Thiện đã xông vào dùng dao chém thẳng người chị gây thương tích. Em trai chị Hát chạy ra ngăn cản cũng bị thiện chém vào tay, phải nhập viện. Sau đó chị Hát trình báo cơ quan công an. Gây án xong đối tượng bỏ trốn, nên đến tháng 8 năm 2023, công an huyện Cư Cư In ra quyết định khởi tố bị can quyết định truy nã thiện trên toàn quốc. Dù đang bị truy nã nhưng đến ngày 11 tháng 1 năm 2024, thiện từ Campuchia quay về rồi xông vào nhà chị Hát dùng súng bắn hai phát về phía nạn nhân. Tuy nhiên, chị hát kịp né tránh khiến viên đạn sượt qua da chị nhanh chóng chạy vào nhà khóa trái cửa phòng nên thiện không vào được và bỏ đi trước sự nguy hiểm manh động của người này công an huyện cư quyên đã xác lập chuyên án phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc lập tổ công tác để truy xét ngoài ra công an cũng cắt cử lực lượng để bảo vệ an toàn cho gia đình chị hát quá trình truy bắt thiện Lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn vì thiện liên tục thay đổi địa điểm, lẫn trốn đến nhiều tỉnh thành trong nước và ở Campuchia. Đến ngày 10 tháng 3, thiện bất ngờ xuất hiện tại một láng trại của người dân ở xã Tân Thành, huyện Krono, tỉnh Đắk Nông. Khoảng 20 giờ cùng ngày, công an đã khống chế bắt giữ đối tượng, thu giữ một khẩu súng, 5 viên đạn và hai cây dao rượu. Tại cơ quan công an, Thiện khai nhận sau khi dùng súng bắn chị Hát thì đã bỏ trốn sang tỉnh Gia Lai, và qua Campuchia. Đến ngày 9 tháng 3, Thiện từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh rồi lên Đắk Nông lẫn trốn thì bị công an bắt giữ. Thiện đã mua khẩu súng cùng 11 viên đạn của một người Campuchia tại khu vực biên giới với giá 6,5 triệu đồng. Như đã đưa tin, sau khi bị bắn trượt, lo lắng cho tính mạng của bản thân và gia đình, ngoài việc báo công an, chị Hát đã đăng tải thông tin đối tượng Thiện lên mạng xã hội để mọi người ai phát hiện trình báo công an. Liên quan vụ việc, chị Hát cho biết đã gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Đắk Lắc, Công an huyện Cư Cư In và Công an xã Ea Tiêu vì đã nhanh chóng bắt được người nhiều lần truy sát bà. Theo bà Hát, sau khi bị ông Thiện truy sát bà rất hoảng loạn, tuy nhiên lực lượng Công an đã luôn túc trực bảo vệ gia đình bà được an toàn cho đến khi bắt được ông Thiện.